Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Chi. Tiếp tục mình nhận được mấy con Acer E1572 nha các bạn. Mã men của nó là LA-B162 bê phở nha các bạn, review 1.0. Thì hiện trạng của cái men này đó là mình cắm nguồn, kích nguồn, led nguồn sáng nha các bạn, nhưng không ăn dòng. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của nó nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắm nguồn và mình cho các bạn xem led nguồn nó sáng nhưng mà nó sẽ không ăn dòng nha các bạn. Rồi mình cắm nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Đó, các bạn thấy là led sáng này nha các bạn. Đó, led sáng ăn dòng rất là hấp nha các bạn. Đó, ăn dòng rất là hấp. Mình đoán là khả năng là cái men này nó sẽ không mở các nguồn phía sau nha các bạn. Đó, các nguồn phía sau nó đã không mở. Rồi bây giờ mình sẽ đo sơ bộ nha các bạn. Mình sẽ đo khu vực 5V trước. Rồi khu vực rồi có 3V nha các bạn. Rồi có 5V nha các bạn. Rồi khả năng là những cái nguồn phía sau, để mình dùm kịch đời nè, led sáng. Các nguồn phía sau là nó không có nha các bạn, sơ bộ có nguồn nào. Rồi, kiểm tra tiếp coi. Đây nha các bạn. À, đây khu U11. Đây là cái khu vực 3V shut và 5V shut nha các bạn. Để mình kiểm tra coi khi mình kích nguồn thì nó sẽ có hay không nha. Phía bên đây là có 3V. Phía bên đây 5V có nè. Bây giờ mình sẽ kích nguồn, mình sẽ đo phía bên đây nha các bạn. Sáng đèn không có nè. Rồi, không có nguồn phía sau. Bây giờ mình sẽ thử trước cái khu vực này nha các bạn. Mình sẽ kiếm một con IC khác, mình sẽ thay vào để xem là nó có mở được cái nguồn phía sau không nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy một cái con mình gắn qua thử xem nó có cái hiện tượng gì thay đổi hay không nha các bạn. Thank you.
Rồi, sau khi mình thay cái con IC U11 nha các bạn, đó là con IC mà chuyển nguồn phía sau nha các bạn. 3 quan sớt và 5 quan sớt. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn và kích nguồn xem có hiện tượng gì thay đổi hay không nha các bạn. Rồi mình cắm nguồn, rồi ăn dòng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Sáng đèn. Ồ, như vậy là máy đã nhảy dòng nha các bạn. Như vậy là cái để mình đo xem có nguồn phía sau chưa nha các bạn. Rồi, có 5 volt nha các bạn. Đó, và 3 volt. Ok, như vậy là nguyên nhân là do bị cái con lỗi con U11 nha các bạn. IC mà chuyển đổi nguồn phía sau nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình xem là cái men này có xuất hình hay không nha các bạn. Gắn RAM vô. Rồi thử coi nó có dòng boost hay không nha các bạn. Trước khi mình gắn vào màn hình. Thử cách lock được không nha. Để vệ sinh là gây khe RAM nha các bạn. Đang nó dơ RAM xong phải chạy đây. Rồi máy chạy nha các bạn. Đó, đây cắp lóc được rồi nha các bạn. Đó, do dơ RAM nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào màn hình.
Rồi. Rồi bây giờ các bạn quan sát và xem máy có xuất hình được không nha các bạn. Rồi mình sẽ tiến hành cắm nguồn. Rồi mình kích nguồn nha các bạn. Rồi máy lên hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy nguyên nhân ở cái con Acer mã men là LAB162B nha các bạn, review 1.0 là bị lỗi con IC nguồn, chuyển đổi nguồn phía sau U11 nha các bạn. Sau khi mình thay thế U11 thì máy đã hoạt động và đã xuất hình nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.